Quá là dữ. Ngay cận cảnh, robot màu xanh này các bạn, có hai tay cầm, tay trái và tay phải. Đó, để chiến đấu. Đó, có cái khiên màu vàng này. Đó, robot màu đỏ. Quá ngầu các bạn ơi. Kéo cách đi, kéo cách. Gia công quá là kỹ, buộc dây gút chặt thế này, mở này không mất bao nhiêu thời gian rồi. Rồi đây, wow, wow. Quá là to các bạn ơi. Con robot số 1 rất khớp luôn. Rồi lấy con khác, con màu đỏ có thể quay được. Ờ, cái đó rồi đừng có bè vậy, phải có pin để nó tự động. Còn đây là tay cầm. Tay cầm. Tay cầm điều khiển. Đúng rồi. Khiên và kiếm. Hả, nó cứ còn dẻo dai chứ không phải bằng nhựa chứ mày. Mượn nhựa này nhựa dẻo dẻo. Ok, mở cái hộp này xem nó hộp gì mà nặng quá vậy nè. Wow, pin. 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 Ok, lần đầu tiên có một món đồ chơi pin tặng kèm theo các bạn ơi. Chốt cộng. Pin này được tặng kèm nha. Đó, lắp dây điện vào. Pin vô. Và bây giờ mình sẽ kết nối thử nè. Giờ sẽ bật công tắc ở đây. On off. Mở tay cầm trước đi. Tay cầm trước hả? Ồ, lên đèn lên. On off. Có cái ABC là cái gì? On off. Rồi mở trên đây. Và bây giờ hai cha con sẽ đấu boxing. Đi, đi tới vậy, đi tới. Đây nó có những cái bánh xe. Khi mình đấm tới nó sẽ chạy tới các bạn. Đó, nó chạy tới. 1, 2, 3. Đấm lên. Nó có hết đấm được rồi.
đây các bạn nhìn ở giữa cái bụng của con robot nó có cái đèn nè. Đó, nó có cái đèn, nó đang chớp nha. Ai mà bị sáng đèn á là người đó thua. Sáng đèn lên sáng nào? Sáng đứng luôn á. Ok. Ba màu gì á? Khi mà chuyển qua màu xanh lá cây rồi. Ai mà sáng đèn là người thua. Ê, con đang màu gì nè? Đánh đi đâu không dẫn? Ờ, tiếng kêu rồi. Có nào kêu? Đây, có màu xanh nó bị đèn đỏ chớp là màu xanh thua. Đây các bạn. À, màu xanh chớp, màu đỏ chớp là bị thua nha. Ít cây. À, còn con này mới bị thương thôi. Đây. Ủa sao ba thắng? Đóng lại. Đóng lại. Hiệp 2. Đúng rồi, ba được thử được ba. Con màu xanh nước biển, cha cũng màu xanh nước biển. Ok, hiệp 2 sẽ bắt đầu. Hai người màu xanh nước biển không ơi? Màu xanh đã thua rồi. Ơ. Ô, hai con bị đèn đỏ hết các bạn ơi. Hai con cái đèn đỏ hết là hai con đều bị thua. Ok, đây là một người chơi cũng được các bạn ơi. Một người điều khiển đấu với lại bên kia. Vô. Đó. Hai người chơi cũng được. Mà một người chơi cũng được. Cái màu đỏ nè. Con nào đèn đỏ là bị thua. Đèn nào thua là con nào đèn xanh á là chưa thua. Vậy nên lúc mà nó thua cái nó kêu tiếng lên. Ừ, ok. Hết điều khiển. Rồi bây giờ lắp khiên vô đi. Dạ. Bây giờ sẽ lắp kiếm với khiên vào các bạn. Có mà chi đâu tiếp. Lắp khiên và kiếm à. Đó, đầu chưa? Đó, lắp khiên vào này. Kiếm này. Bây giờ hai cha con có những trận đấu rất là kịch tính. Vừa đấm boxing, vừa chơi đấu kiếm. Thì trò chơi này rất là vui. Nếu các bạn cảm thấy thú vị với video, thú vị thích những cái con robot như thế này thì hãy truy cập trang web asan.vn để đặt hàng cho mình một con. Đây là shop online giao hàng tận nhà. Ok, bạn Luân cảm thấy như thế nào về bộ robot này? Cảm thấy nhìn vào máy thấy nhìn vào nhỏ. Mình hay hồi nhỏ mình hay chặn cái con robot nè, mình chơi kiểu này. Bây giờ á, giờ cái này mình bay tới mình đánh nhau được luôn. Rất là vui, mình có thể hai người chơi với nhau hoặc một người chơi với máy đều được hết. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau.